Rồi hello anh em nha. Nãy giờ là anh em đang nghe một tiếng nổ của chiếc Sibo. À, xe thường bên mình là 32.500.000 nha anh em. Đó, anh em nào mà quan tâm đam mê ít lúa, không có khả năng chơi xe chính chủ thì anh em có thể tậu con này về anh em cà phê vòng vòng chơi nha. Con này mình đang bán với giá là 32.500.000 nha anh em. Xe này là xe lắp ráp không có sang tên đổi chủ nha. Anh em nên nhớ nha, sang tên Sibo sang tên bây giờ là nó tầm khoảng xe cỡ này là tầm khoảng 200 triệu nha anh em. Đó, chứ anh em đừng có hỏi tôi về giấy tờ sao, rồi xe sang tên không anh. Kỳ lắm nha anh em. Rồi, con này đang bán giá là 325, xe lắp ráp nha anh em. Xe dọn mới, 90%, máy móc sạch sẽ nha anh em. Đây. Máy sạch sẽ. Dọn kỹ từng chi tiết nha anh em. Phụt bọng heo, vỏ mới. À, bình xăng thì bình xăng Indo. Bình xăng Indo mới nha anh em. Đó, Mikuni bình xăng mới, bình xăng 120 mới tinh anh em, ngọt ngào nha anh em. Bình này là người ta hay mua, bình này là gần 2 triệu đó. Anh em nào đi mua chơi Sibo thì hay gắn bình này vô cho nó ngọt đó nha anh em. Bên mình không có chơi bình cũ nha. Đó, mình đi đúng bình xăng. Sibo này nó rất là quan trọng cái bình xăng gió nha anh em. Xe về với việc là châm xăng pha nhớt rô đai, xe này mới lắp xong anh em về rô đai. Rồi anh em nào quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em, 0977896908, mua bán xe xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh nha anh em ơi. Đó, xe. Rồi chào anh em nha.